Chào mừng các bạn đến kênh Tư Nghề. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi bảo trì trong nhà máy lúa gạo để bảo trì sửa chữa phần điện của mình bên cái máy sắt chắn gạo. Ở đây là cái máy sắt chắn của Lamico. Máy sắt chắn thì ở đây nó có là 3 bát. Nguyên dãy này là bát 1 là có 3 máy. Ở đây là bát 2 3 máy và đằng kia bát 3 3 máy thì nó sẽ có 3 bát để sắt chắn. Đó. Thì được người vận hành máy báo là khi mà ông ta đề máy lên không được và đề máy lên động cơ không chạy. Hôm nay mình muốn dẫn các bạn đi theo mình để kiểm tra cách sửa chữa cái bảo trì cái bên hệ thống điện này ha, và đoán được cái bệnh của nó là bệnh gì ha. Đây là máy sắt chắn gạo của Lamico. Thì cái công suất của cái con động cơ mà chạy cho cái máy sắt chắn này á, cái chắn gạo này á, là nó 75 kW nè. Ở đây công suất nè, kilowatt nè, đây là số 75 nè, thấy không, 75 kW. Trọng lượng của nó là 2009 đó. Thì cái kiểu model vòng quay là 280 vòng, thấy không đó. Thì đó là cái công suất của motor là 75 kg. Giờ chúng ta sẽ đi xem cái tụ điện của nó như thế nào mà nó không ấy. Đây là động cơ nó ha, đây là động cơ 75 kg. Thì quy tắc, theo quy tắc trước khi các bạn xuống để kiểm tra những cái tủ điện á, là các bạn phải đóng tắt automat hay gọi là CB ha. Bạn phải kéo này xuống, bạn phải kéo CB xuống để chúng ta bảo đảm cho sự sửa chữa cho chúng ta ha. Kéo xuống, tắt xuống. Thì do là ở đây là nhà máy gạo cho nên cái chuyện mà bụi và cái nhớ nhện thì nó không tránh khỏi. Thì chúng ta sẽ xem cái tủ điện bên trong. Không. Thì để cho đó, chúng ta xem tủ điện trong. Đây là cái nguồn vào 3 pha 380V 30A. Nó sẽ qua cái automat và từ automat nó sẽ di vòng qua những cái tiếp điểm động lực của cái công tắc tơ của chúng ta. Ở đây cái động cơ nó 75 kg, sử dụng cái khở MC85, không MC85, nhưng ở đây là cái cuộn tam giác, ở đây là cuộn sao. Tại sao biết cuộn tam giác cuộn sao? Bạn thấy ba cái đầu dây của động cơ nè, nó đưa vô cuộn tam giác, và ở đây là ba đầu cuối chụm lại. Đây, ở đây ba đầu cuối nó chụm lại là chứng tỏ là nó là cuộn sao, và đây cuộn ca. Tại do lúc trước là cái khở 85 mình hết cho nên lấy là đỡ cái khở 100A thay vô cho cuộn ca, chứ không phải là cái cuộn ca là 100A. Tất cả ba khở đều 85, nhưng mà do nó hết cái khở 85 rồi cho nên tôi lấy 100 thay thế đỡ. Và hôm nay mình sẽ xuống coi cái bệnh gì. Người vận hành máy là bảo là không vận hành động cơ được, bấm nó không hoạt động. Thì những cái bệnh thường gặp của cái máy sắt chắn này đối với con động cơ này thì nó thường gặp là nó hay hư những cái tiếp điểm. Một là tiếp điểm động lực, còn hai nữa là tiếp điểm má phụ của nó, tức là NO và NC. Những cái tiếp điểm này khi mà nó dập hồ quang lâu ngày, dập hồ quang nó sẽ làm không ăn tiếp điểm của thường đóng của nó, cho nên chúng ta khi mà chuyển mạch đồ đó hoặc là khóa chéo thì nó sẽ dẫn đến ta không động cơ không hoạt động được. Cho nên là một là nó hư những cái má này, những cái cặp tiếp điểm này nè, thấy không, một là nó hư những cặp tiếp điểm này nè. Các bạn thấy nè, cái cuộn sao nó đang sử dụng là tiếp điểm là ở trên này là NC là thường đóng, thì nó ưa hư những cái cặp tiếp điểm này. Nếu các bạn nhìn bằng mắt thường sơ qua, bạn thấy những cái khở chúng ta bình thường mà chúng ta sẽ đo kiểm tra những cái mạch tiếp điểm này, thì nếu mà thường đóng nó không đó, kính mạch nó không đóng thì chúng ta sẽ thay thế má này thì ta sẽ vận hành được, không ta sẽ bằng cách là cách khắc phục ta thay thế cái má này thì sẽ ok. Nhưng mà trường hợp này mình khi mà các bạn vào thao tác
thì các bạn nhớ giùm mình một điều là các bạn khi mà các bạn cúp automat rồi đó thì các bạn nên lấy cái đồng hồ. Tôi sẽ lấy đồng hồ đó, các bạn nên lấy cái đồng hồ. Các bạn sẽ đo một cái nữa cho nó kỹ là coi còn nguồn điện không, còn nguồn điện cấp vào cái dây động lực của nó không. Hiện tại đây đồng hồ tôi đang chỉnh thang đo 600V. Khi mình cúp automat rồi mình cho chắc ăn nữa, mình nên đo lại cái nữa, mình nên đo lại ba pha nó coi còn điện không. Đây hiện tại không ha, chắc ăn vậy cho chắc ăn chứ giờ mình đâu tin tưởng ai được, mình tự bảo vệ chính mình thôi đó. Bây giờ mình đã đo này chắc ăn là không có điện rồi đó, thấy không? Đây dây động lực nó cậu với nhau không à, cho nên mình đo một chỗ không có là không có à đó. Thì bây giờ đã an toàn về điện là nguyên hệ thống này không có điện, nhưng mà chỗ này có điện nha, chỗ này là cái nguồn lên của nó có điện, các bạn đừng đụng vô chỗ này và ta sẽ xử lý bên đây. Thì theo bằng mắt thường ta thấy quan sát á, là có một cái công tắc tơ, một cái thở động từ nó bị nám đen nè, nó bị cháy rồi nè đó. Và chúng ta sẽ coi dưới này coi nó bị cháy đen rồi nè, thấy không? Thì mình sẽ nghi ngờ cái thở này nó có vấn đề. Thì đây chỗ này nó bị phì nữa, chỗ này nó bị phì ra nữa, thì là mình có thể dự đoán chắc chắn rằng là nó bị mắc pha của cái công tắc tơ này, mắc một trong ba pha. Và để cho chắc ăn nữa thì mình sẽ đo, để chắc ăn nữa thì mình sẽ đo cái công tắc tơ này cho nó coi xem nó có bị mắc pha không, bằng cách là chúng ta chỉnh qua thang đo của điện trở, chỉnh qua thang đo của điện trở, thấy không? Thì chúng ta sẽ cặp hai que này vào, cặp hai que này vào nè, cặp trên ở dưới, và chúng ta dùng cái vít ta sẽ nhắn vào đây xem cái tiếp điểm nó có ăn không. Nếu mà không ăn là nó sẽ mắc pha, thì nó cũng dẫn đến ta đề không được, tại vì ba đầu cuối chụm lại, nếu mà nó không có đủ pha chụm lại thì động cơ ta đấu đề được. Nhưng mà mình đã thấy chỗ này nó đám đen luôn nè, thì tức là nó sẽ có vấn đề thì của cái thở này. Giờ để mình kiểm tra ha, để mình kiểm tra xem nhớ bạn xem. Rồi tôi đã đo thì đã thấy là cái thở này nó bị mắc một trong ba pha, pha phía ngoài này nè, nó bị không có thông mạch. Cho nên là để cho máy nó sản xuất lại nhanh chóng á, thì chúng ta sẽ bằng cách ta thay đổi cái thở mới, chứ chúng ta sẽ không có ở đây ngồi để bảo trì để ấy. Thì chúng ta sẽ tháo ra đi, rồi chừng nữa ta thay thở mới vô đi, rồi chừng nữa lấy cái cũ này có bảo trì hay sửa chữa gì đó thì cứ sửa chữa. Tại vì do cái công suất của động cơ 75kg khi mà nó khởi động lên nó lớn, cho nên dập cầu quang rất là lớn, các bạn không nên tiết kiệm vấn đề này. Cho nên là chúng ta bằng cách tốt nhất là chúng ta phải thay cái thở này ha. Rồi bây giờ tôi sẽ thay cái thở này để và cách ta sẽ theo kinh nghiệm bạn chắc ăn là vậy, thấy không? Bạn chính xác nữa thì bạn cứ đo. Và một, tôi tóm gọn lại, một là nó hư những cái tiếp điểm động lực của cái công tắc tơ, hai nữa là nó hay hư những cái má phụ bên đây nè, những cái má phụ đó, thì nó thường đóng nó ưa bị dập tiếp điểm, nó ưa bị không ăn mạch chúng ta thì điều khiển cũng không được. Thì với cái máy sát trắng này nó có hai trường hợp nó xảy ra thôi, còn những cái bộ phận bên đây là nó ít có gặp sự cố lắm. Những bộ phận nhỏ này nè thông thường là bị ba cái công tắc tơ bự này thôi, mà hay gặp nhất là cái công tắc tơ cái nào cũng có khả năng gặp sự cố. Giữa ba cái công tắc tơ này, ca, sao và tam giác, cái khở nào cũng gặp sự cố, thì ăn thua con nào nó chắc chắn là nó sẽ sử dụng bền lâu thôi chứ không có gì. Ở đây mình sử dụng hãng EOS ha. Thì bây giờ sau đây mình sẽ thay cái công tắc tơ này và để thay cái mới và để vận hành máy lại cho chạy máy lại hoạt động bình thường. Bạn đợi trong giây lát ha. Khi các bạn chú ý khi mà tháo dây ra, các bạn nhớ là cái dây nó màu gì ha, nhớ là vị trí nào ở đâu, như ở đây là đỏ xanh vàng. Nếu các bạn không nhớ thì các bạn nên chụp hình lại để hồi mình đấu vô thì cho nó đúng, thấy không? Các bạn nào mà mới vào nghề đó thì chúng ta sẽ chụp hình lại nãy đấu như thế nào, rồi ta chụp lại xong ta tháo ra để chúng ta hồi biết có quên thì chúng ta sẽ
kiểm tra lại coi dây nó nằm ở đâu cho đúc chính xác, để những động cơ lớn mà bạn đấu không chính xác rồi nó hư khở nữa là mất tốn tiền nữa. Đó, như ở đây thì những cái vị trí dây nó đã có sẵn nè, như màu xanh là bên bên đây, màu đỏ bên đây, thì các bạn cứ việc tháo và bạn để trên vị trí đó, các bạn lắp cái công tắc tơ mới này vào. Ở đây tôi có cái công tắc tơ mới nè, đó, các bạn lắp vào vị trí đó thì dây nhợ nó cũng nằm ngay cái vị trí đó, thì các bạn sẽ bảo trì nó, lắp nó. Còn những cái dây bên má tôi có một cái mẹo giúp cho bạn là đừng có dễ quên á, thì các bạn đây là cái má nó nằm ở của cái khở cũ, thì để cho ông ta đừng có quên, ông ta cứ gỡ cái má, tháo cái má này ra, ta để bên đây đi, ta gắn cái khở này vô, rồi ông ta chỉ việc tháo dây cái má này nó nằm ở vị trí chỗ nào thường đóng và thường mở, ông ta chỉ việc tháo dây của nó ra, ta gắn vào là cái má mới của cái công tắc tơ mới là không có lộn, cái đó là chắc ăn là không lộn luôn đó. Đó là một cái kinh nghiệm cho bạn để bạn thao tác, bạn làm cho nó chính xác, cho nó chuẩn ha. Để bạn chưa biết, bạn nên nhớ chụp hình lại dây nhợ ở đâu chụp lại cho nó rõ. Sau khi bạn nó thay xong thì bạn sẽ gắn cái dây đó vào vị trí chỗ cũ lại là bình thường ha. Rồi để tôi sẽ tháo ra tôi thay rồi sẽ cho bạn tham khảo tiếp. Tôi đã tháo xong một cái khở ra, thì để cho tiện các bạn thao tác làm thì bạn nhớ tháo ra thì phải vệ sinh những cái chỗ mà dấn nhện này ha, bằng cách ta lấy cái cọ ta sẽ quét vệ sinh cho nó chống chảy, cho nó sạch sẽ, sẵn ta bảo trì luôn. Thì trong nhà máy lương thực mà chúng ta sẽ không tránh khỏi cái chuyện mà nhấn nhện hoặc là bụi bặm đồ, chúng ta không tránh khỏi, cho nên là chúng ta tháo ra thì chúng ta vệ sinh được chỗ nào chúng ta vệ sinh để cho nó, thứ nhất nó an toàn, thứ hai nó sạch sẽ cho cái tủ điện chúng ta không bị dơ, không? Đó, thì các bạn thấy đây là cái công tắc tơ cũ của tôi mình nè, mình thấy nó bị phì rồi nè, thấy không? Thì nó bị bắt một pha bên đây nè, nó không ăn, nên mình sẽ ba cái sao chụm lại mà nó không ăn thì nó đâu được, cho nên là chúng ta sẽ thay chỗ này. Và điều quan trọng nữa là các bạn nhớ dùng cái đầu ống điếu, ống điếu chìa khóa 13, ống điếu 13 để dặn những cái con bu lông này ha. Chứ các bạn dặn bằng vít thì không nổi đâu, tại vì vít rồi cái lực tay của chúng ta nó không có thế được. Chúng ta sẽ dặn bằng cái ống điếu bu lông này, còn cần gạt này nó sẽ chắc chắn và nó kín mạch hơn, nó không có làm cho dập hồ quang cho cái mạch động lực của chúng ta. Khi mà chúng ta siết cứng siết chặt, nếu chúng ta siết không chặt thì khởi động máy lên động cơ nó rung, nó rung thì lâu ngày nó sẽ không chặt thì nó sẽ dập hồ quang, nó dẫn đến hư chảy tiết điểm của chúng ta nữa, dẫn đến hư khở và có thể nó chập ba pha lại, có thể nổ khởi và có thể điện lưới chúng ta CB chúng ta sẽ bị mắc hoặc là gớt phiêu nếu mà cái dây động lực ta lớn, thấy không? Như nếu mà dây động lực ta lớn như thế này thì nó sẽ dẫn đến hưởng như vậy. Rồi giờ tôi sẽ thay thế vô rồi cho bạn xem theo dõi ha. Và sau nãy giờ tôi đã thay xong được cái công tắc tơ mới lại. Và điều các bạn nên chú ý là chúng ta hãy siết những cái đầu bu lông này thật chặt bằng chìa khóa ống điếu 13, thì siết chặt để không thôi là nó sẽ dập hồ quang, nó sẽ hư khở tiếp và ảnh hưởng tới cái vận hành máy của chúng ta. Chúng ta nhớ là nên siết những cái bu lông này thật chặt lại ha, bằng những cái đầu điếu như thế này, 13 và cái tay gặt này. Bạn siết không chặt là nó sẽ dập hồ quang, nó sẽ chạy, nó nóng ở đây là giết nó chảy, nó hư tiếp điểm này nữa. Nhưng mà bạn lưu ý điều đó. Thì mình đã thay khởi xong, thì giờ mình sẽ cho vận hành thử ha. Sẽ đóng automat lên, sẽ vận hành thử xem động cơ nó hoạt động được chưa ha. Mình sẽ đóng automat lên. Dũng ơi, chạy thử coi. Giờ mình sẽ đóng automat lên cho vận hành máy người ta bấm thử nha. Chưa, để đóng lên. Rồi. Được không? Động cơ ta đã chạy đó. Hiện tại không tải là 40 ampere. Là giờ như vậy đã chứng minh là mình đã đoán chính xác đúng bệnh ha, đúng bệnh của nó.
đây. Thì lúc khởi động thì cuộn ca và cuộn sau nó hút, sau thời gian cuộn sau nhảy lên và cuộn tam giác hút xuống. Như bạn thấy cuộn tam giác ở đây là nó hút xuống và cuộn ca nó hút, cuộn ca giữ nguyên, cuộn ca lúc nào cũng giữ nguyên ha. À, cuộn sau thì nó sẽ nhảy lên đó, rồi mạch ta đã động cơ đã hoạt động trở lại, rồi ta đã đón chính xác, đón đúng. Thì mong rằng cái bài này sẽ giúp cho tất cả các bạn mới bảo trì, mới vào nghề biết được cái cách để chúng ta xử lý và sửa chữa như thế nào. Đây là động cơ quạt nó ha, đang quay ha. Thì có những clip nào mới nữa, thực tế cách sửa chữa của mình trong hàng ngày, trong bảo trì trong nhà máy lúa gạo, ở đây là mình bên lúa gạo ha, thì sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn và đỡ bỡ ngỡ lúng túng trong việc thay thế những con tắc tơ cỡ đồng từ an toàn như thế nào. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.